Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Mắt ngủ đến mấy cũng ngủ ngon sau 1 phút, đặt lưng là ngủ sâu đến sáng với một củ hành tây. Xin kính chào quý khán thính giả của kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Quý vị thân mến, nhắc đến các loại gia vị được sử dụng để chế biến món ăn thì chắc hẳn ai cũng có thể kể tên được rất nhiều, phải không nào? Đó có thể là nấm muối, hạt nêm, bột canh hay các loại củ như tỏi, gừng, nghệ. Và thật thiếu sót nếu chúng ta quên mất cái tên hành tây. Hành tây là một trong những loại thực phẩm lành mạnh, cung cấp hàm lượng vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa dồi dào cho cơ thể. Người Việt thường sử dụng loại thực phẩm này để làm gỏi hoặc xào với thịt bò, tôm. Các món ăn từ hành tây được ưa chuộng không chỉ vì hương vị thơm ngon mà còn đem lại nhiều lợi ích với sức khỏe. Không chỉ được sử dụng để chế biến món ăn, hành tây còn được tận dụng để làm thuốc chữa bệnh và đặc biệt giúp cải thiện chứng mất ngủ. Thực tế, cách dùng hành tây trị mất ngủ không thực sự phổ biến. Tuy nhiên, nếu áp dụng đúng cách, mẹo chữa này có thể cải thiện tình trạng khó ngủ, ngủ chập chờn và ngủ không sâu giấc. Rõ rệt, cụ thể hành tây chữa mất ngủ ra sao, có khó để chúng ta thực hiện hay không? Hãy cùng Sức Khỏe Tự Nhiên tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Các hoạt chất trong hành tây được chứng minh có hiệu quả an thần, giảm căng thẳng, thần kinh và giúp ngủ ngon, ngủ sâu giấc hơn. Chỉ với một củ hành tây, bạn có thể chữa chứng mất ngủ, cải thiện tình trạng khó ngủ, ngủ không sâu giấc và dễ thức giấc giữa đêm. Công dụng của hành tây trong việc điều trị chứng mất ngủ. Nghiên cứu cho thấy, lycopene trong hành tây, một loại axit amin có trong các loại thực vật và động vật, có khả năng cải thiện chất lượng giấc ngủ và giảm căng thẳng. Sau khi dung nạp vào cơ thể, lycopene chuyển đổi thành 5-hydroxytryptophan và kích thích sản sinh serotonin, chất dẫn truyền thần kinh có tác dụng điều chỉnh tâm trạng và giúp ngủ ngon, ngủ sâu giấc hơn. Ngoài ra, hành tây còn chứa hàm lượng vitamin C dồi dào. Bên cạnh tác dụng tăng cường chức năng đề kháng, vitamin C còn có hiệu quả trong việc giảm căng thẳng thần kinh bằng cách ức chế lượng cortisol, hormone gây căng thẳng, được tuyến thượng thận bài tiết. Như đã biết, căng thẳng là một trong những nguyên nhân phổ biến gây mất ngủ. Chính vì vậy, vitamin C trong hành tây có khả năng giải tỏa căng thẳng, giảm mệt mỏi và cải thiện chất lượng giấc ngủ rõ rệt. Bên cạnh đó, loại thực phẩm này còn chứa nhiều axit amin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, quercetin, flavonoid có khả năng bảo vệ cơ thể, làm chậm quá trình lão hóa và phòng ngừa loãng xương. Chính vì vậy, bạn hoàn toàn có thể sử dụng hành tây để hỗ trợ giảm mất ngủ, cải thiện tình trạng khó ngủ, ngủ không sâu giấc và tăng cường sức khỏe. Mặc dù chứa nhiều thành phần tốt cho sức khỏe nói chung và giấc ngủ nói riêng, nhưng để tối ưu hoàn toàn dược tính của hành tây, bạn cần áp dụng mẹo chữa mất ngủ đúng cách. Dưới đây là một số cách dùng chữa mất ngủ chỉ với một củ hành tây bạn có thể tham khảo. Một số phương pháp điều trị chứng mất ngủ bằng hành tây. Thứ nhất, uống nước đun với hành tây trước khi ngủ. Uống nước đun với hành tây là cách trị mất ngủ tại nhà đơn giản và dễ thực hiện. Mẹo chữa này có tác dụng giảm mệt mỏi, căng thẳng, giúp ngủ ngon và ngủ sâu giấc hơn. Bên cạnh đó, dùng nước đun với hành tây còn đem lại nhiều lợi ích đối với sức khỏe. Allicin trong loại thực phẩm này có khả năng ức chế virus và vi khuẩn gây ra các bệnh lý ở đường hô hấp trên như viêm họng, viêm thanh quản, viêm amidan, cảm lạnh và cảm cúm. Ngoài ra, hành tây còn chứa prostaglandin A và piperine có tác dụng tăng độ bền thành mật, điều hòa huyết áp và chống lại các tác nhân làm tăng huyết áp. Chính vì vậy, mẹo uống nước đun với hành tây còn thích hợp với người bị khó ngủ, mất ngủ do bệnh cao huyết áp và thiếu máu cơ tim. Hướng dẫn thực hiện: lột bỏ vỏ một củ hành tây và cắt nhỏ, đun 200ml nước và cho hành tây vào. Đun thêm 10 đến 15 phút rồi tắt bếp và đợi nước nguội bớt. Vớt bỏ bã và dùng nước hành tây uống trước khi ngủ. Ngoài tác dụng an thần và gây ngủ,
Nước hành tây còn giúp bảo vệ cổ họng, ức chế virus, vi khuẩn và giảm ho. Vì vậy, bạn cũng có thể áp dụng mẹo chữa này để kiểm soát triệu chứng của bệnh lý hô hấp, nguyên nhân gián tiếp gây ảnh hưởng và làm gián đoạn giấc ngủ. Thứ hai, đặt một củ hành tây bên trong phòng ngủ. Đặt một củ hành tây bên trong phòng ngủ là mẹo chữa mất ngủ, khó ngủ ít người biết. Tuy nhiên trên thực tế, mẹo chữa này đã được nghiên cứu và công nhận trên cơ sở khoa học. Các hoạt chất trong hành tây như allicin có khả năng phân tán cao, giúp khử mùi hôi khó chịu, ức chế nấm men, virus và vi khuẩn gây hại, từ đó cải thiện chất lượng không khí, hỗ trợ phòng ngừa các bệnh lý hô hấp và giảm cảm giác khó chịu khi ngủ. Ngoài ra, hành tây còn chứa nhiều thành phần và chất chống oxy hóa có tác dụng an thần. Vì vậy, đặt một củ hành tây bên trong phòng ngủ vừa có thể cải thiện tình trạng mất ngủ, vừa phòng ngừa các bệnh hô hấp do dị ứng và viêm nhiễm. Hướng dẫn thực hiện: chuẩn bị một củ hành tây tươi có rễ, bóc vỏ hành tây chừa rễ, đổ nước vào ly thủy tinh và đặt hành tây lên miệng ly, nên đổ lượng nước vừa phải sao cho nước cách củ hành 1 cm. Khoảng 3 đến 4 ngày thay nước một lần và thay củ hành nếu có dấu hiệu héo, vàng úa. Ngay cả khi hết mất ngủ, bạn cũng có thể thực hiện mẹo chữa này để phòng ngừa các bệnh lý hô hấp và cải thiện chất lượng không khí, nhất là trong giai đoạn thời điểm thay đổi đột ngột. Thứ ba, chữa mất ngủ bằng hành tây ngâm mật ong. Mất ngủ không chỉ xảy ra do căng thẳng và thói quen sinh hoạt mà còn có thể là hệ quả do chứng ho dai dẳng kéo dài, đau rắc cổ họng, sổ mũi, hắt hơi, v.v. Hầu hết triệu chứng của các bệnh lý hô hấp có xu hướng bùng phát mạnh vào ban đêm, gây ra cảm giác khó chịu, bức rứt, khó ngủ và dễ tỉnh giấc. Nếu mất ngủ xảy ra do nguyên nhân này, bạn có thể áp dụng mẹo chữa từ hành tây và mật ong. Hành tây có tác dụng ức chế virus, vi khuẩn, chống viêm, hỗ trợ lông đờm và giảm ho. Trong khi đó, mật ong có đặc tính cầm ho, làm dịu vùng cổ họng và nâng cao chức năng miễn dịch. Ngoài lợi ích đối với hệ hô hấp, cả mật ong và hành tây đều chứa tryptophan, một loại axit amin cần thiết cho quá trình tổng hợp chất dẫn truyền thần kinh serotonin. Khi serotonin được sản sinh, áp lực ở hệ thần kinh trung ương sẽ được giải phóng, đồng thời giúp thư giãn não bộ và tăng sản xuất hormone melatonin, hormone tạo cảm giác buồn ngủ. Hướng dẫn thực hiện: chuẩn bị một củ hành tây và 3 đến 4 thìa canh mật ong. Thái hành tây thành từng lát nhỏ và cho vào chén. Sau đó đổ mật ong vào và hấp cách thị trong 10 đến 15 phút hoặc ngâm qua đêm. Khi dùng, chắc lấy nước mật ong uống để giảm ho và hỗ trợ cải thiện chứng mất ngủ. Thứ tư, dùng các món ăn từ hành tây. Trên thực tế, hành tây có vị cay, nồng và mùi hăng khá khó chịu. Vì vậy, các mẹo chữa trên có thể gây khó chịu đối với một số người có cơ địa nhạy cảm. Trong trường hợp này, bạn có thể cải thiện chứng mất ngủ với một số món ăn từ hành tây sau đây. Gỏi cật heo hành tây. Dùng 2 trái cật heo làm sạch, rồi cắt thành từng miếng vừa ăn. Đem chần, sơ với nước sôi, pha với rượu trắng và một ít muối. Sau đó vớt ra và để ráo. Sử dụng một củ hành tây cắt thành từng lát mỏng và để riêng. Sau đó cho tỏi vào phi cho thơm, cho thêm dầu hào và nêm nếm gia vị. Cuối cùng, cho cật và hành tây vào, đảo vài lần cho chín, tắt bếp và dùng ăn khi còn nóng. Xào bò hành tây. Chuẩn bị một củ hành tây và 100g bò cùng với cà chua, cà rốt, hành tím, rau thơm và gia vị. Cho dầu vào chảo đợi nóng. Thêm hành tím vào, phi cho thơm. Sau đó thêm thịt bò vào, xào đến khi gần chín thì cho hành tây cùng với rau củ vào. Đảo từ 3 đến 5 phút rồi nêm nếm gia vị. Cho rau thơm vào và tắt bếp. Sử dụng hành tây chữa mất ngủ là mẹo đơn giản, dễ thực hiện và có chi phí thấp. Thực hiện mẹo chữa này đúng cách có thể giảm tình trạng mất ngủ, khó ngủ, giúp ngủ ngon và ngủ sâu giấc hơn. Lưu ý khi dùng hành tây chữa mất ngủ. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả tối ưu, bạn cần lưu ý một số vấn đề sau.
nên kiên trì thực hiện cách trị mất ngủ bằng hành tây trong thời gian dài, bởi hầu hết các nguyên liệu tự nhiên đều có tác dụng chậm và hiệu quả tương đối hạn chế. Nên xác định nguyên nhân gây mất ngủ và tiến hành cải thiện từ căn nguyên. Nếu không loại trừ nguyên nhân căn bệnh, chứng mất ngủ có thể kéo dài và chuyển sang giai đoạn mãn tính. Để hỗ trợ quá trình điều trị, nên áp dụng đồng thời mẹo chữa từ hành tây với chế độ ăn uống khoa học, sinh hoạt điều độ và tránh căng thẳng quá mức. Bên cạnh đó, nên tập thể dục thường xuyên và dành thời gian nghỉ ngơi để cải thiện sức khỏe và nâng cao chất lượng giấc ngủ. Người bị huyết áp thấp hoặc mắc các vấn đề ở dạ dày không nên dùng quá nhiều hành tây. Loại thực phẩm này có thể gây hạ huyết áp và kích thích ổ viêm loét ở niêm mạc dạ dày, tá tràng. Hành tây, thực phẩm quen thuộc trong nhà bếp, nhưng ít người biết rằng công dụng của hành tây được ví như một loại thuốc quý tự nhiên tuyệt vời. Nó có khả năng trị ho, cảm lạnh, cao huyết áp, các vấn đề liên quan đến thẩm mỹ. Hành tây không chỉ được xem là một gia vị giàu vitamin, axit folic, những chất có giá trị dinh dưỡng lớn, mà còn là liều thuốc tự nhiên tuyệt vời giúp chúng ta chữa trị được nhiều căn bệnh khác nhau. Vậy, cụ thể hành tây giúp điều trị những bệnh gì? Hãy cùng chúng tôi tiếp tục tìm hiểu trong phần sau của video nhé! Thứ nhất, chữa viêm họng. Từ lâu, hành tây được coi là vị thuốc dân gian dùng để trị ho rất hiệu quả. Đặc biệt là ở các nước phương Tây, do nhiệt độ thấp, nhiều người dễ bị viêm họng, sưng họng dẫn đến ho. Khi bị ho, có thể dùng hành tây thái lát mỏng, ướp với một thìa cà phê đường trong vòng 30 đến 60 phút. Sau đó lấy hỗn hợp này, xay hạt giả lấy nước cốt, uống 2 đến 3 lần trên ngày, mỗi lần một thìa cà phê. Cách này sẽ giúp người bệnh đánh bật cơn ho nhanh chóng. Thứ hai, chống lại ung thư. Thay vì chú trọng vào các loại trái cây giàu vitamin C, bạn có thể thêm hành tây vào các món ăn hàng ngày như một vũ khí bổ sung giúp cơ thể phòng chống các bệnh ung thư. Nhiều nghiên cứu cho thấy, các thành phần chống oxy hóa mạnh mẽ trong hành tây giúp hạn chế sự hình thành các gốc tự do, nguyên nhân gây ra các tế bào ung thư. Bạn có thể ép lấy nước hành tây để cho vào các món ăn nếu bạn không thích ăn cả lá hành tây. Thứ ba, giúp giảm huyết áp. Hành tây là thực phẩm không chứa chất béo. Công dụng của hành tây có khả năng làm giảm sức cản ngoại vị, đối kháng với tác dụng làm tăng huyết áp, duy trì sự ổn định của quá trình bài tiết muối trong cơ thể. Do vậy, hành tây có tác dụng giảm huyết áp hiệu quả và an toàn hơn các loại thuốc hạ huyết áp. Ngoài ra, hành tây còn chứa các chất prostaglandin và thành phần hoạt tính fibrin có tác dụng giảm huyết áp, đồng thời chống lại những chất gây tăng áp trong cơ thể. Thứ tư, hành tây giúp loại bỏ ráy tai và giảm đau tai. Ráy tai tích tụ quá nhiều sẽ mang lại cho bạn cảm giác đau đớn. Đừng lo lắng, chỉ cần một củ hành tây, ráy tai sẽ nhanh chóng được lấy ra mà bạn không cần phải tốn công sức dùng tới bông hoặc là dụng cụ chuyên dùng. Cắt một củ hành tây lấy phần lõi ở bên trong, cắt sao cho phần lõi có kích thước đủ dài để đặt trong tay dễ dàng nhất mà không bị rớt ra ngoài. Thứ năm, hành tây kích thích mọc tóc. Nước ép từ củ hành tây có thể kích thích mọc tóc hoặc dưỡng da đầu khỏe mạnh hơn. Làm được điều này là do hàm lượng lưu huỳnh có trong hành tây. Không những vậy, chúng còn kích thích lưu thông máu và cung cấp cho nang tóc đầy đủ các chất dinh dưỡng. Cách thực hiện vô cùng đơn giản. Bạn chỉ cần vắt lấy nước ép từ một củ hành tây, massage trực tiếp lên da đầu, đặc biệt ở các vùng da bị hói. Giữ nguyên trong thời gian 15 phút, sau đó gội lại bằng nước sạch hoặc các loại dầu gội nhẹ. Thứ 6, hành tây loại bỏ mụn cốc. Có rất nhiều phương pháp giúp loại bỏ mụn cốc trên da. Tuy nhiên, các giải pháp dùng thuốc chấm hay đốt, nếu không cẩn thận, có thể gây đau đớn và ảnh hưởng tới vùng da xung quanh. Có một phương pháp rất đơn giản từ chính củ hành tây khiến mụn cốc rụng đi an toàn và hiệu quả. Các miếng hành tây có kích thước vừa khít hoặc lớn hơn một chút so với mụn cốc và đắp lên vị trí mụn. Thứ bảy, giảm táo bón mãn tính. Ăn nhiều hành tây cũng giúp làm giảm táo bón mãn tính và tình trạng đầy hơi khó tiêu do ăn.
hành tây cũng được xem như một vị thuốc làm tăng khả năng sinh dục khá hiệu quả. Tương tự như Viagra, hành tây cũng góp phần làm giảm nồng độ đường trong máu, giảm sự hấp thụ đường vào cơ thể, giúp ích khá nhiều cho những đối tượng đang mắc bệnh đái tháo đường. Không chỉ là một món ăn ngon bổ dưỡng, hành tây còn là một loại thần dược giúp phòng tránh và ngăn ngừa nhiều chứng bệnh khác nhau. Loại thực phẩm này có vị hoắc, khiến bạn chảy nước mắt khi cắt, là do hợp chất lưu huỳnh. Đây cũng là lý do mang đến cho hành tây vô số các lợi ích tới sức khỏe. Mẹo dùng hành tây chữa mất ngủ có thể đem lại cải thiện rõ rệt nếu áp dụng đều đặn và thực hiện đúng cách. Tuy nhiên, phương pháp này chỉ có tác dụng hỗ trợ, vì vậy nên phối hợp đồng thời với lối sống khoa học. Thay đổi những thói quen làm gián đoạn giấc ngủ mà chủ động tìm gặp các bác sĩ trong trường hợp cần thiết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và hay nhất của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cuối cùng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.